Gỗ dăm là loại gỗ chủ yếu trong sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam bởi yêu cầu sản xuất không cao, nhưng trên thực tế giá trị gia tăng của sản phẩm này rất thấp so với các sản phẩm gỗ chế biến khác. Do vậy, hạn chế sản xuất gỗ dăm là yêu cầu đặt ra ở hiện tại. Những biện pháp nào để thực hiện hướng đi trên, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Những năm qua, lượng gỗ dăm mà Việt Nam sản xuất và xuất khẩu ngày càng tăng. Theo thống kê của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, hàng năm tỷ lệ sản xuất gỗ dăm của Việt Nam tăng từ 10 đến 15%. Sở dĩ mặt hàng này được đẩy mạnh là do có ưu thế thời gian sản xuất nhanh, rừng chất lượng thấp vẫn có thể cung cấp nguyên liệu được. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của mặt hàng này lại rất thấp so với các sản phẩm gỗ xuất khẩu khác. Trong khi đó, khối lượng nguyên liệu gỗ cung cấp cho hoạt động chế biến này lại rất cao. Trong năm vừa qua, sản xuất gỗ dăm đạt 7,7 tỷ tấn, nhưng cần nguồn nguyên liệu lên tới 11 triệu mét khối gỗ. Tuy nhiên, giá trị gia tăng chỉ đạt 900 triệu đô la Mỹ. Nếu tính về thời gian, công sức của công nhân cũng như đầu tư hệ thống máy móc phục vụ sản xuất thì lợi nhuận mang lại không cao. Tình thế này bắt buộc các hiệp hội gỗ nói riêng và toàn ngành gỗ nói chung phải bước sang hướng đi mới, nơi không có đường mòn cho sản phẩm gỗ dăm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, không thể dùng biện pháp hành chính để xử lý vấn đề kinh tế này mà cần phải có chính sách khuyến khích các công ty lâm nghiệp đầu tư sâu hơn vào gỗ ghép thanh hay các loại khác thay vì đầu tư vào gỗ dăm. Đồng thời, thực hiện thay thế rừng trồng nguyên liệu sản xuất gỗ dăm sang loại rừng cung cấp cho ngành chế biến các sản phẩm gỗ khác. Chúng ta phải có một chính sách để chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. Chứ rừng gỗ nhỏ người ta nông dân đang như này, chúng ta có chính sách khuyến khích cho họ để họ kéo dài cái chu kỳ thời gian để sang rừng gỗ lớn người dân. Nhưng muốn để người ta dân sống được trong thời gian chờ đợi, chúng ta phải có chính sách hỗ trợ cho họ. Nói như vậy không có nghĩa là cứ trồng hết rừng gỗ lớn và bỏ hẳn sản xuất gỗ dăm, mà là hạn chế với số lượng ít và sản xuất để cung cấp trong nước là phần nhiều. Bởi nếu đột ngột thay đổi hoặc dừng hẳn hoàn toàn gỗ dăm sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay đến nguồn thu nhập của nông dân. Đồng thời, loại gỗ này vẫn có thể sử dụng trong nước để chế biến ra các sản phẩm khác. Khuyến khích để người trồng rừng kéo dài chu kỳ ra thì cái gỗ lớn nó sẽ nhiều lên. Gỗ lớn nhiều lên thì đưa vào chế biến được. Còn cái gỗ nhỏ đương nhiên vẫn phải cho dăm. Và tốt nhất dăm là sử dụng trong nước để làm giấy và bột giấy và làm MDF thì là chúng ta khuyến khích theo cái con đường như vậy. Trên hết, cần có mối liên kết giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến gỗ. Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, mặc dù phương án này đã được đưa ra từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có ai thực hiện tốt, đồng thời chưa có đầu tàu triển khai. Việc liên kết là cần thiết bởi người trồng rừng có gỗ, còn doanh nghiệp gỗ lại có kinh phí, có thị trường và đầu ra. Do vậy, cần phải kết nối và gắn chặt mối quan hệ cộng hưởng này. Bên cạnh đó, để tiết kiệm thời gian vận chuyển, đồng thời góp phần thúc đẩy nông dân tiếp xúc trực tiếp với thành phẩm do mình làm ra, thì việc xây dựng những nhà máy trung gian ở khu vực trung tâm thuận tiện cho quá trình vận chuyển là cần thiết. Tại những cái trung tâm mà trồng rừng, mà gỗ rừng trồng, thì tốt nhất nên có những cái nhà máy trung gian để người ta làm ra ván ép, ván dăm, ván MDF, hoặc xẻ nó ra, sấy, ghép thanh, bào bố mạc ghép thanh trung lại rồi mới vận chuyển đến các cái vùng sản xuất ở miền khu vực miền Đông Nam Bộ. Thì như vậy cái hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp cho nhân dân ở tại các cái địa phương đó sử dụng được sản phẩm do chính mình trồng ra và tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên vật liệu của nước nhà. Cũng theo ông Hạnh, một khi đầu tư vào chế biến gỗ sâu có lợi nhuận, đòi hỏi máy móc công nghệ cao hơn thì tự khắc các hộ nông dân sẽ đầu tư thêm để đẩy mạnh sản xuất. Ngoài ra, phía Hiệp hội Lâm sản và các cơ quan ban ngành cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm, từ đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được gặp gỡ, giao lưu và tìm đầu ra cho sản phẩm gỗ. Có như vậy, nông dân mới yên tâm sản xuất. Chuỗi liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và thị trường cũng trở nên bền vững, chặt chẽ từng khâu.